Hello các bartender, mình là Lan Anh, rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay. Hôm nay chúng mình sẽ cùng bàn với nhau về những lời đồn trong skincare vào mùa đông nha. Mùa đông tới là nó sẽ thay đổi thời tiết, thay đổi da, thay đổi tâm trạng skincare. Nó sẽ gây ra khá là nhiều lời đồn ảnh hưởng trực tiếp tới da và cách skincare của mình á. Cho nên là Lan Anh với lại mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu coi là những cái lời đồn đó thật sự là có đúng hay không. Đầu tiên là mùa đông tới thì mình sẽ lựa kem dưỡng ẩm dày một chút, bởi vì kem càng dày thì dưỡng ẩm và cấp nước càng tốt. Đó là một cái suy nghĩ của khá là nhiều đại đa số mọi người khi đến với mùa đông, bởi vì chất kem đặc là cái đầu tiên mọi người sẽ suy nghĩ đến. Tuy nhiên á, thì những cái loại kem dưỡng ẩm nặng á, thì nó sẽ có khá là nhiều các thành phần có chất béo như acid amin, cồn béo để cung cấp độ ẩm, có thể là sẽ bị dư ở trên da và nó có thể là sẽ gây ra nhiều da chết hơn, khiến da của mình hơi sạm, hơi xỉn màu. Khi mà da của mình nó không có ăn hết được cái lượng kem dày ở trên da thì sáng ngủ dậy mặt mình sẽ bị đổ dầu nè, lỗ chân lông của mình to hơn, da của mình hơi vàng, hơi sạm và hơi xỉn hơn chẳng hạn. Để tới mùa đông á, Lan Anh thường hay layer nhiều lớp skincare dưỡng ẩm với nhau hơn là sử dụng một cái món kem dưỡng ẩm thật là dày. Lan Anh thường hay layer một lớp serum cấp nước và sau đó là một lớp kem dưỡng ẩm cấp nước cấp ẩm cho da. Khi mà mình layer những cái lớp mỏng như vậy thì da có khả năng thẩm thấu một cách tốt hơn, và cái thời gian chờ đợi khi mà mình apply lên da, ví dụ như sau khi toner xong thì mình apply cái lớp này, thì cái lớp này nó sẽ mỏng hơn là một cái chất kem đặc, thì nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn, tầm 1 phút đến 2 phút da của mình đã khô thoáng hoàn toàn rồi thì mình bắt đầu đến kem dưỡng, là nó sẽ thấm nhanh nè, nó không gây vết dính và nó không gây thừa ẩm. Đây là recommend mọi người là Crease Rich Moist Soothing Serum, và đi kèm với nó là bộ đôi rất là ăn ý, Rich Moist Soothing Cream. Đây là một cái bộ đôi có chức năng chính là cấp nước và dưỡng ẩm, rất là phù hợp với mùa đông hiện nay. Lan nghe đồn là các bạn miền Bắc khá là rét đúng không? Ở Sài Gòn thì nó cũng hơi se se lạnh rồi, hơi se se thôi, nhưng mà da của Lan nó khô đi thấy rõ. Cho nên là đây là một bộ đôi mà Lan rất là recommend mọi người thử. Tại sao Lan anh giới thiệu với mọi người như thế này? Bởi vì em serum á là nó sẽ tập trung vào việc dưỡng ẩm và làm dịu da, với lại hyaluronic acid nè, libitur, rau má. Còn kem dưỡng ẩm thì giúp dưỡng ẩm sâu cho da và củng cố hàng rào bảo vệ da, với lại các chất lên men như beta glucan, ceramide và vitamin E. Lời đồn thứ hai là da dầu thì không cần dưỡng ẩm. Cái lời đồn này thật ra không cần đến mùa đông đâu, mà thật ra ai cũng đồn cái chuyện này hết trơn á. Tại vì da dầu thì mọi người sẽ thấy là ôi, da của mình nó dầu rồi, mình dưỡng ẩm thêm nó sẽ đổ dầu thêm. Đó thì không phải nha mọi người, thật ra da nào cũng cần dưỡng ẩm hết, ngoại trừ da mụn viêm. Nếu mà có những cái nốt mụn viêm sưng đỏ luôn á thì mọi người nên đi khám bác sĩ da liễu. Đó là cái câu mà Lan Anh luôn nhắc với mọi người. Còn tất cả các loại da còn lại thì da nào cũng nên dưỡng ẩm cả. Dưỡng ẩm là chìa khóa chính để chống lão hóa đó mọi người. Khi mà thời tiết bắt đầu se lạnh nè, hanh khô rồi thì da dầu của mình đó nó sẽ càng phát ra tín hiệu là ở ngoài đang khô lắm. Cho nên là cái lỗ chân lông của mình càng tiết nhiều dầu ra hơn nữa. Cho nên là mình sẽ thấy lúc nào tại sao da mùa đông mà cứ khó chịu, cứ thiếu nước mà nó vẫn đổ dầu là như vậy. Cho nên nếu mà các bạn da dầu á thì mình sẽ dưỡng ẩm nhẹ nhàng với những loại kem dưỡng ẩm có chất kem nó đặc, nó lỏng hơn là cái em Clear Switch Moist Soothing Serum. Mình sẽ chọn những cái chất kem nào dạng gel, mỏng nhẹ, thấm nhanh và có những cái thành phần giúp cho da của mình sáng nè, chống lão hóa và có chức năng dưỡng ẩm chính cho da nữa. Thì để kiểm soát lượng dầu cũng như là có thể bổ sung được cái dưỡng chất cho da thì Lan Anh rất là recommend mọi người sử dụng Biostrand Vitamin 75 Maximizing Cream. Đây là một loại kem dưỡng ẩm có kết cấu là dạng gel hơi đặc, chứ không phải là dạng gel đặc, mà nó cũng không phải là dạng gel lỏng nữa. Thì con số 75 mà các bạn thấy ở trên bao bì là 75% chiết xuất từ vitamin tree water. Nó sẽ giúp cho da của mình được dưỡng ẩm và chống oxy hóa, lúc nào cũng sẽ tươi sáng và dưỡng ẩm một cách tốt nhất, và nó sẽ kiểm soát lượng dầu ở trên da của mình nữa. Đây là một loại kem mà Lan thấy là làm cho da Lan ánh sáng lên khá là nhanh vào mùa hè. Và mùa đông thì da khô nó sẽ hơi thiếu ẩm một chút, cho nên da dầu và da hỗn hợp thiên dầu đây là sản phẩm phù hợp với da của các bạn nhất. Lời đồn thứ ba đó chính là vào mùa đông thì mình không nên tẩy da trước.
khi mà vào mùa đông da của mình khô hơn thì có thể là sợi bẫy nhờn nó không tiết dầu nhiều, nhưng mà mình vẫn phải tẩy da chết nha. Thí dụ như mùa hè mình tẩy 3 lần một tuần thì mùa đông mình sẽ giảm lại còn 1 đến 2 lần một tuần, và tùy vào loại da mà mình lựa chọn cái sản phẩm tẩy da chết như thế nào nữa. Lan Anh về vào mùa đông á, nó hanh khô và da trở nên nhạy cảm hơn nhiều, thì Lan Anh sẽ lựa chọn những cái sản phẩm mang tính axit nhiều hơn, tại vì nó sẽ không có gây lực ma sát ở trên da. Khi mà mình tẩy da chết đi á, da của mình nó sẽ mất đi cái lớp sừng sợi bã nhờn, nó không còn nữa, lỗ chân lông thông thoáng hơn thì make up sẽ đẹp hơn, những cái dưỡng chất khi mà mình skin care sẽ ăn hơn. Đây là cái sản phẩm Lan yêu thích nhất từ 3-4 năm nay rồi. Đây là Biostrain Mandelic Acid 5% Skin Prep Water. Thì Mandelic Acid là có cái phân tử to cho nên là nó sẽ không có gây kích ứng cho da các bạn, và nó rất là phù hợp với những bạn nào mà làn da khô nè, da xỉn màu nè, có mụn ẩn, có mụn trứng cá, thì dùng em này nó sẽ giúp thanh lọc cái lỗ chân lông của mình rất là tốt, đồng thời là nó sẽ trả lại cái làn da của mình rất là mịn. Lan chưa có giới thiệu ai mà người ta chơi hết trơn á, người ta rất là thích cái sản phẩm này, cho nên đây là sản phẩm dành cho những bạn nào mới bắt đầu. Còn nếu mà da các bạn không thích acid, các bạn không thích xài acid trong mùa đông, thì các bạn có thể xài qua enzyme. Thì enzyme là một chất mới để có thể tẩy da chết mà rất là nhẹ dịu ở trên da, rất là phù hợp với những bạn nào có làn da nhạy cảm, là Biostrain Cream Tea and Enzyme Powder Wash. Thì cái chất hoạt động bề mặt của em này là có nguồn gốc từ dừa và baking soda, thì nó sẽ có những cái hạt trà xanh nữa, ví dụ như sát trà xanh và sát baking soda, nó sẽ tạo ra một cái lực nhẹ nhàng ở trên da. Cái hạt này nó rất nhỏ và nó sẽ làm cho da của mình rất là sáng mịn, rất là mềm mịn sau khi dùng em này. Em này thì Lan thấy hợp với những bạn nào có làn da hỗn hợp thiên dầu và làn da dầu hơn, và nó còn làm dịu da với lại chiết xuất trà xanh nữa, cho nên nếu bạn nào mà có hơi mụn một chút xíu xài em này sẽ rất là thích. Cái em này á thì Lan thấy là rửa bằng nước sẽ hơi khó, cho nên là Lan Anh recommend mọi người khi mà rửa em này mình sẽ sử dụng nước nóng hoặc là nước hơi ấm để rửa, thì nó sẽ không bị dính, không bị nhớt. Đó là các trải nghiệm cá nhân của Lan Anh đối với em này. Cuối cùng là tắm nước nóng hoặc là xông hơi ướt, nó sẽ làm cho da của mình cấp nước khi mà da mình khô quá. Thật ra là sai lầm nha mọi người, tại vì gió tắm nước càng nóng á thì cái lượng nước ở trên da của mình nó sẽ bốc hơi đi nhiều. Để fun fact cái Lan chia sẻ với mọi người là Lan Anh tắm không bao giờ rửa mặt, tức là Lan Anh sẽ rửa mặt riêng bằng nước lạnh, sau đó thì Lan Anh tắm, và Lan không bao giờ để nước nóng đụng lên mặt hết, tại vì nó sẽ rất là khô ở trên da. Da body của Lan cũng vậy, khi mà mình tắm nước nóng á thì Lan Anh sẽ cố gắng tắm trước 15 phút vào mùa đông, không có tắm quá nhiều, mùa đông mình lạnh quá cho nên không có dám tắm nước mát. Tắm nước nóng thì cái hơi nóng của vòi sen hoặc là phòng xông hơi nó sẽ làm cho da của mình bị khô đi, và nó sẽ làm giãn mạch máu, sẽ dẫn đến là mất nước ở các lớp biểu bì ở trên da của mình. Cho nên là khi mà mình tắm nước nóng thì mình tắm xong rồi mình hãy thủ sẵn một cái em lotion một cái em lotion ở trong phòng tắm, và mình sẽ bôi lên ngay lập tức sau khi tắm xong, và nó sẽ cung cấp một cái độ ẩm, một cái lượng nước nhất định cho da của mình, khiến da mình không bị khô nữa. Đây, cái em này á là một cái sản phẩm mà dành cho những bạn nào mà không thích mùi và cũng như là sự hay sử dụng nước hoa lần sau đó, thì nó sẽ không ảnh hưởng đến mùi nước hoa, mà nó lại dưỡng ẩm rất là tốt, nó rất là nhẹ nhàng, nó không có bết dính ở trên da. Nó cũng có beta glucan và ceramide P để cho da của mình được phục hồi và cấp được một cái độ ẩm nhất định ở trên da. Và đó là những chia sẻ của Lan Anh về các lời đồn skin care vào mùa đông này. Các bạn thấy sao? Các bạn có đồng ý không? Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt cho Lan Anh ở bên dưới. Và đừng quên nhấn like và share video này, nhấn subscribe by Wistrain TV Việt Nam, và chúng mình sẽ gặp lại nhau ở các video tiếp theo nha.